đôi giày sờn cũ, có cả đường khâu tạm ở phần mũi. Đây lại là người đồng đội thân thiết của cô gái vàng trên đường chạy trung bình, Nguyễn Thị Oanh. Tháng 12 năm 2019, với phong độ cực kỳ tốt, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành huy chương vàng ở các đường chạy 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m tại SEA Games 30. Điều đáng nói là chỉ trong vòng một ngày, buổi sáng Oanh về nhất ở cự ly 5.000m và buổi chiều tiếp tục ra sân lấy nốt huy chương vàng 3.000m vượt chướng ngại vật, đồng thời xô đổ luôn kỷ lục SEA Games ở cự ly này. Nhiều bạn chạy chân trần không mang giày nó bất lợi. Theo em nghĩ thì đối với bản thân em thì em quen chạy giày hơn. Còn chắc là mọi người có thói quen không chạy, không quen mang giày thì chạy trên đất, mà như thế thì sẽ ảnh hưởng đến bàn chân của mình nhiều. Trường hợp chạy ngoài đường thì nó có nhiều cái vật thể lạ mà không biết được trước ấy. Cũng dễ hiểu khi Oanh được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu nữ hoàng leo núi ở giải Việt Dã leo núi chinh phục đỉnh cao Bà Rá lần thứ 26 tại thị xã Phước Long, Bình Phước, diễn ra vào sáng ngày 5 tháng 1 năm 2020. Nguyễn Thị Oanh bứt tốc, bỏ lại tất cả đối thủ ngay từ những mét đầu tiên. Cô khẳng định đẳng cấp của vận động viên điền kinh vừa giành cú hat-trick huy chương vàng SEA Games. Đoạn đường bằng là nơi cô gái sinh năm 1995 phát huy sở trường với những bước chạy đẹp, sải dài, có độ lướt đều, nhịp đánh tay ổn định. Người hâm mộ thể thao tại Phước Long đổ ra đường để ủng hộ cho Nguyễn Thị Oanh. Một mình bứt tốc, Oanh tiếp cận với con dốc dài dưới chân đồi bằng lăng và bắt đầu giảm tốc độ cho đoạn đường núi với 1.800 bậc đầy gian nan dưới đỉnh Bà Rá. Chưa giờ thi chạy ở những bậc tam cấp như thế này, Nguyễn Thị Oanh có phần bỡ ngỡ và phải điều chỉnh bước chạy, áp lực khiến cho phần cơ lưng bị đau. Thở nhất trì, thở đều. Rồi, hay lắm, Tô Anh ơi. Tô Anh em. Rồi, mừng đi em ơi. Nhưng khó khăn không thể khuất phục vận động viên có đẳng cấp cao như Nguyễn Thị Oanh. Cô về nhất với thành tích 32 phút 9 giây 76 sau khi hoàn tất lộ trình 5,4 km đường bằng, dốc và tam cấp. Có lẽ Oanh đã vắt đến những giọt mồ hôi cuối cùng, đôi bắp chân căng cứng. Không khí loãng ở độ cao hơn 700m so với mực nước biển khiến Oanh bị thiếu oxy, phải thở máy. Tốt lắm bạn ơi. Cho nó nghỉ tí, đang nghỉ, đang mệt lắm. Ok. Kéo vậy. Thật sự là rất là vất vả để mà chinh phục ngọn núi này.
anh nghĩ là mỗi một vận động viên mà để chinh phục được quãng đường này thì cần ý chí rất là cao ạ. Ở mỗi một giải đấu, mỗi một cự ly thi đấu thì có một sự mệt mỏi khác nhau. Ở SEA Games thì em mệt là do phải tham gia cả ba nội dung và chạy với cường độ lớn. Còn ở giải leo núi Bà Rá lần này thì cơ bắp của mình nó gặp nhiều địa hình khác nhau, nó phải liên tục thích nghi với các địa hình thì nó làm mình bị mỏi cơ bắp và từ đó là cơ bắp mình bị gấp gáp. Và đặc biệt là lên ở độ cao như thế này thì không khí loãng, nhịp tim của mình, mạch mình tăng cao và em nghĩ là giải này thì độ khó nó cũng như là SEA Games rồi em tham gia và có nếu mà được có khả năng mà được so sánh thì có khả năng là sẽ khó hơn nữa. Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam đã rất xuất sắc trong năm 2019 và bước sang năm 2020, cô cũng có khởi đầu rất tuyệt vời. Ở tuổi 25, Nguyễn Thị Oanh sẽ còn đóng góp nhiều cho thành tích của thể thao Việt Nam trong thời gian tới. Em ơi, chào xong đứng lại luôn nha em. Anh giữ nguyên tay trên tay dưới đi em thấy anh ơi. Đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.